Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, nêu cao tinh thần đồng đội và nhất là chuẩn bị đón xuân Tân Sửu 2021, Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đang tích cực triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức cá nhân quyên góp ủng hộ, tặng quà Tết cho hội viên nghèo. Vừa qua, Hội Cựu chiến binh thành phố đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức chương trình xuân nghĩa tình đồng đội, trao tặng 400 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 400 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật tại 4 quận huyện là Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Hòa Vang. Đồng thời tại chương trình, các hội viên còn được cán bộ, ban chủ nhiệm câu lạc bộ tư vấn sức khỏe Cựu chiến binh thành phố phổ biến tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Nói chung là sau khi nhận được món quà thì bản thân tôi cũng có nhiều suy nghĩ, cũng nghĩ rằng là đồng đội, nói chung là hội các cấp cũng thể hiện cái sự quan tâm đến mình, thì mình cũng cố gắng phấn đấu để lòng trọng trách nhiệm là với danh hiệu là bộ đội Cụ Hồ. Mà chú tưởng đâu là mình được bị bỏ quên mà không phải, mình hiểu sai điều đó nó sai đi, có những người hiểu sai nhưng mà hiểu đúng là bây giờ đây là một cái không gian mà chú thấy rất hân hạnh và rất vinh dự được đón nhận món quà đơn giản nhưng mà đầy ý nghĩa của tinh thần lá lành đùm lá rách của một dân tộc biết thương yêu nhau, không chia rẽ, đó là điều hạnh phúc nhất. Theo Hội Cựu chiến binh thành phố, năm 2020, các cấp hội đã chăm lo khắc phục hậu quả cho nhiều hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai. Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới, Thường trực Hội và các cấp hội đã tổ chức nhiều chương trình trao tặng quà Tết cho cán bộ hội viên cựu chiến binh khó khăn. Với những phần quà, sự nỗ lực từ các cấp hội cựu chiến binh không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, tình cảm đồng đội, góp phần giúp tất cả hội viên cựu chiến binh đều được chăm lo, quan tâm trong cuộc sống. Chuẩn bị cho đón xuân năm 2021 á, thì cựu chiến binh thành phố đã triển khai phát động trong các cấp hội, vận động các nguồn lực để hỗ trợ cho anh em hội viên cựu chiến binh, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có những cái hoàn cảnh khó khăn để giúp cho anh em hội viên cựu chiến binh có được cái điều kiện đón xuân. Ngoài ra, câu lạc bộ tư vấn sức khỏe của Hội Cựu chiến binh thành phố với trên 80 cán bộ hội viên, nguyên là bác sĩ, điều dưỡng, thầy thuốc, công tác trong quân đội đã đáp ứng nhu cầu tư vấn sức khỏe, khám bệnh cho gần 20.000 cán bộ hội viên cựu chiến binh thành phố, đặc biệt là trong dịp Tết sắp đến.